tới Dương Hồng nhà tôm. Này gặp con kỳ ta. Kìa kìa, mấy cảnh mà chụp hình bên kia kìa, bên phải kìa. À, chúng ta sẽ xuống cái cầu giáng. Đây cái bậc thang cầu giáng nè. Ừ, mình lên đây dưới này. Cảm giác vì này có mấy cây gì lạ quá vậy ta, bông gì chơi chi đẹp ha. Chí đẹp quá. À, cảnh siêu đẹp luôn á. Làm với cái họa tiết. Kìa, khúc dưới nó có mấy cây gì kìa. Chỗ này thôi. Đi vào xuống dưới ha. Chuối chuối đó nha, nó dốc lắm á. Đi cẩn thận ở chân chân chân. Chúng ta đi được qua khúc này rồi. Mình thì phải đi lên mới đi xuống dưới được hả? Dạ, đi lên là không biết sao này nè. Chơi gì rồi? Ồ, bên này biết làm cái đường đi quá ha. Để cho tăng cái độ dài á. Đường đi, đi dần dần lên xuống như nè. Dọc theo trong cái vườn. Dư Hồng là trước mình đi là đâu có cái này đâu. Vô vườn là bình thường. Giống như là kìa, ở trên kìa kìa, trên xe nó chạy ra mà qua đấy không, thu đội vẫn cao. Đi lên đây còn đoạn nữa. Ồ, có nhiều chỗ chụp hình quá vậy. Đường cũng rộng quá ta. Kìa, cái khu bển đó kìa. Này dán hơi trơn thôi.
15 gram rồi, hơi khá lạnh á. Còn dòng đi lên nữa. Thôi để có thấy được nha. Trước đây không? Đi coi chừng chợt cái nha. Sao đây bó rác nhiều dưới trời, có thùng rác ở trên chưa đem lên. Ở đây có cái đoạn đi vô đi dưới trong xa nữa kìa, nhưng mà bị vít rồi.